Câu chuyện thay đổi hay là chết trong nền kinh tế 4.0, triết lý kinh doanh của Samsung. Khi sự thay đổi là tất yếu, thay vì dìm đối thủ, cách tốt nhất là hãy tự mình tiến lên. Thay đổi là xu hướng tất yếu của thị trường. Năm 1997, một vị khách du lịch đến Hà Nội. Trên tay anh ấy là tấm bản đồ hướng dẫn cách đi đến các địa điểm trong thành phố. Năm 2017, vẫn vị khách cũ nhưng thay vì mang theo tấm bản đồ như 20 năm trước, người đàn ông rút smartphone ra, mở ứng dụng Google Maps và rất nhanh sau đó biết được nơi mình cần đến. Đó cũng chính là quy luật của thị trường. Mỗi ngày trên thế giới đều có rất nhiều thứ mới ra đời một và sẵn sàng giết chết những điều cũ, lạc hậu. Đã có một thời nhắc đến điện thoại người ta sẽ nghĩ ngay đến Nokia. Ở thời kỳ Hoàng Kim, thương hiệu di động Phần Lan phủ sóng gần như mọi phân khúc từ giá rẻ cho đến bình dân và cao cấp. Thế nhưng trong khi các đối thủ liên tục tung ra những kiểu dáng mới và cấp nhất hệ điều hành để đem lại cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn thì Nokia vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Sự chậm trễ thay đổi đã khiến Nokia từ vị thế của ông lớn số 1 của thị trường di động phải ngậm ngùi bán mình cho Microsoft. Sáp, thương hiệu vang bóng một thời của Nhật Bản cũng bị Foxconn thâu tóm sau nhiều năm vật lộn với nợ nần và thua lỗ. Từng là một trong những công ty điện tử tiêu dùng thống trị thị trường kinh doanh TV nhưng giống như nhiều doanh nghiệp khác của Nhật Bản, Sáp không nhanh nhạy trong việc nắm bắt những xu hướng công nghệ mới và dần bị các đối thủ nước ngoài như Samsung hay LG bỏ lại phía sau. Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con bạn là câu nói nổi tiếng của chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee sau khi kế thừa doanh nghiệp từ người cha. Vào năm 1987, đây cũng chính là triết lý kinh doanh giúp tập đoàn này vượt qua nhiều sóng gió và lần lượt đánh bại các đối thủ sừng sỏ.